Trong phần giải đáp hôm nay là các câu hỏi của những Phật tử sau đây. Thứ nhất, 15 câu hỏi của Nguyễn Thị Trường Giang, cư ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, 10 câu hỏi của Lâm Ngọc Thuận, cư ngụ huyện Châu Thành, tỉnh hậu Giang. Thứ ba, 30 câu hỏi của Đoàn Thị Liên, cư ngụ quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, 11 câu hỏi của Nguyễn Thị Kiều Mai Thảo, cư ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là 15 câu hỏi của Nguyễn Thị Trường Giang, cư ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chào chào bác. Cháu tên là Nguyễn Thị Trường Giang, hiện cư ngụ tại quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đọc xong bộ sách Thiền Tông và nghe giải đáp của bác trên mạng thiền tông.com, cháu có những thắc mắc như sau, kính mong bác giải đáp giúp cháu. Cháu cảm ơn bác. Câu 1. Thiền sư Huệ Hải nói, bóng trăng dưới đầm nước, mặt tình mà ông mò bắt. Ý nghĩa câu này như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 1. Thiền sư Huệ Hải nói Bóng trăng dưới đầm nước Mặt tình mà ông mò bắt Ý nghĩa câu này như sau Đạo Phật là đạo trùm khắp Mặt tình mà tìm hiểu Đạo Phật giống như bóng trăng dưới đầm nước Mặt tình mà tìm Vậy thử hỏi Chúng ta có nắm bắt bóng trăng được không? Hoàn toàn không Vì sao thiền sư Huệ Hải nói vậy? bác giải thích thiền sư huệ hải là đệ tử lớn của đức lục tổ huệ năng có nhiều lần thiền sư huệ hải trình hỏi đức lục tổ hỏi về cách tu thiền tông đức lục tổ huệ năng dạy ngươi mà tu thiền tông là ngươi tự sát đó thiền sư huệ hải hỏi đức lục tổ huệ năng tiếp kính thưa tổ nếu tu thiền tông là tự sát cớ sao đức phật bí mật truyền pháp môn thiền tông này cho hậu thế để làm gì kính thưa tổ đức lục tổ huệ năng trả lời thiền tông đức phật dạy người trở về phật giới chứ không phải dạy cho người tu thiền sư huệ hải hỏi đức lục tổ huệ năng tiếp kính thưa tổ Dạy xin tổ dạy con trở về phật giới kính thưa tổ Đức Lục Tổ Huệ Năng trả lời Ta không có nhiệm vụ này Ngươi muốn trở về Phật giới Đến nước rồng mà học Khi nào Long Nữ cho công bố ra Thì đến đó học Để trở về Phật giới Thế là Thiền Sư Huệ Hải dò đầu Xá tổ rồi lui ra Vì vậy Ở trái đất này Ai có khả năng dạy tu Thiền tống đấy Cháu nghĩ xem Câu 2 Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy Ai nói ta có nói kinh Kim Cang, người đó phỉ bán ta Còn nếu nói Phật không có nói kinh, người đó che bay kinh vậy Nhờ bác giải thích giúp cháu câu này ạ à. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 2 Người tu theo đạo Phật Mà căn cứ vào kinh để tu thành Phật Thì người này chửi Phật vậy người tu theo đạo phật mà nói phật không có viết ra kinh thì người này chê bai kinh phật ý hai câu này đức phật dạy người tu theo đạo phật đừng có căn cứ theo kinh để tu vì sao vì đức phật tường hay nói câu như lai dạy đạo phật giống như ngón tay của như lai chỉ mặt trăng vậy các môn đồ muốn thấy mặt trăng thì hãy nương theo ngón tay của Như Lai chỉ mà thấy mặt trăng. Chứ đừng nhìn ngón tay của Như Lai cho là mặt trăng. Là môn đồ không trí tuệ vậy. Ý Đức Phật dạy. Các môn đồ tu theo Đạo Phật phải nương theo kinh để tu giác ngộ và giải thoát. Chứ không phải đem kinh ra tụng cho Như Lai nghe. Môn đồ nào tu theo Đạo Phật mà đem kinh của Như Lai viết ra tụng cho Như Lai nghe Thì môn đồ chửi Như Lai đó Còn môn đồ nào nói Như Lai không viết ra kinh Thì môn đồ này chê kinh của Như Lai vậy Vì vậy Đức Phật có dạy Người tu theo đạo Phật phải thấu hiểu được kinh Tức nhập được ý sâu so màu của kinh Còn người tu mà không hiểu kinh Giống như ông mù rờ vôi vậy uổng phí một đời tu. Câu 3. Cốt tỷ của Thiền Tông là Tạo công đức trong sáng, học thuộc đường về Phật giới, tu Thiền Tông đừng tưởng và kiến chấp. Còn điểm nào chính yếu còn lưu ý nữa không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3. Cốt tủy của Thiền Tông có 4 phần. Một là tạo công đức trong sáng. Hai là học thuộc đường về Phật giới. Ba là đường tưởng tượng. Bốn là đường kiến chấp. Đây là bốn phần chính yếu của người tu thiền tông. Muốn đạt được trọn vẹn tu theo thiền tông thì phải học thêm bốn phần nữa. Gồm một phải hiểu thiền tông là đạo khoa học và thực tế. Hai phải hiểu thiền tông là đạo nói sự thật hiển linh không dính với loài người. Ba, phải hiểu thiền tông trình bày quy luật nhân quả luân hồi theo khoa học và có chứng minh. Bốn, phải hiểu thiền tông là đạo dạy công thức thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất. Người nào hiểu được vậy thì mới đúng là người tu thiền tông. Câu bốn, quyển truyền thừa bí kíp thiền tông Nội dung có giống như quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4 Truyền thừa bí kiếp thiền tông Nội dung giống như quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam Nhưng có rất nhiều điểm đặc biệt mà trong quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam không nói ra Câu 5 Tại sao những vị nói tiếp dòng thiền tông lại đổi danh xưng từ thiền tông gia sang thiền tông sư vậy thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu năm thiền tông sư không phải là đổi danh mà là phẩm cấp thứ tư của đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam phẩm cấp thiền tông gia chỉ là nhà nghiên cứu thiền tông mà thôi chỉ được phép giải thích hay giải đáp những gì mà thiền tông gia viết ra sách thiền tông còn Thiền Tông Sư là vị thầy chính thức đứng ra giải đáp pháp môn của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Có hai bằng cấp rõ ràng, gồm bằng một, bằng truyền thừa bí kiếp Thiền Tông, tức bằng chính thức nối dòng Thiền Tông của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Bằng hai, bằng Thiền Tông Sư Bằng này có đủ tư cách đứng ra làm thầy Để trả lời cho người hỏi về pháp môn thiền tông Mà Đức Phật bí mật truyền lại cho hậu thế Nếu người tu thiền tông mà không có đủ hai bằng này Thì chỉ là môn đồ của pháp môn thiền tông mà thôi Không được quyền nói năng gì về pháp môn thiền tông này cho người khác nghe Câu 6 Thưa bác, nhiều người họ có đại duyên gặp được pháp môn thiền tông nhưng không có lòng tin và kiên quyết thực hành đến cùng. Lý do là tại vì sao vậy? Phải làm sao để những người này có được lòng tin kiên định với pháp môn Thiền tông này ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 6. Cháu phải biết, pháp môn Thiền tông là pháp môn tu có tần số điện từ dương thật cao. Chín phần 10 thì mới vào tu được. Còn tần số điện từ dương thấp hơn 9 phần 10 Thôi đừng có tu Người nào cố tình tu Thì có chừng bị các vị thập loại thánh Suối mình làm bậy đó Vì vậy Đức Phật có dạy Một ngàn người biết thiền tông Chỉ có một người tu được mà thôi Câu 7 Thưa bác Cháu có nghe bác nói Về những trường hợp bị siêu nhân quả Phải lãnh hậu quả rất nặng nề có thể bích con đường trở về phật giới những người này họ không sợ mà cố tình làm vậy hay tại sao ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu bảy vị này là thánh chúa thế giới đó thôi chúng ta theo tiền tông là tu cho mình còn những vị thánh họ muốn làm gì tùy ý chúng ta là những người thường không so sánh với các vị thánh ấy làm gì mà bị các vị thánh ấy chửi. Vậy cháu nên bỏ chuyện thế gian, việc thánh của thánh đừng bàn mà chi. Câu 8. Dạ thưa bác, trong quyển truyền thừa bí kiếp thiền tông nội dung có thay đổi nhiều so với những gì mà chúng cháu đã học và đọc không? Ví dụ như sự thật về ngũ thú tạp cư bắt vừa chuẩn hóa. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8. Quyển truyền thừa bí kiếp thiền tông là quyển nói ra sự thật 80% ở thế giới này. Còn ngũ thú tạp cư mà bác vừa chuẩn hóa lại, đây là một phần nhỏ thôi. Câu 9 Quyển sách truyền thừa bí kiếp thiền tông bác sẽ phổ biến rộng rãi cho những người tu theo pháp môn thiền tông biết để chuẩn hóa lại kiến thức. Hay bác chỉ truyền thừa lại cho những vị có nhiệm vụ nói tiếp mạch nguồn thiền tông thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu chính nguyễn truyền thừa bí kíp thiền tông bác chỉ cấp phát cho người được truyền thừa bí kíp thiền tông mà thôi không cấp phát cho người bên ngoài khi nhận quyển này phải ký tên vào bản cam kết là không cho ai biết nếu không thì bị nhân quả lớn lắm câu mười hiện nay trí óc loài người quá thông minh nên mới dẫn đến những hiện tượng thiên tai bệnh tật nguy hiểm vân vân như gần đây có phải là dấu hiệu cảnh báo pháp môn thiền tông sắp chuyển qua giai đoạn hoại diệt không vậy thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu mười đức phật dạy khi như lai trở về phật giới thì trái đất này còn tồn tại được ba ngàn năm 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 sau cùng chia ra làm năm thời kỳ nhỏ như sau một Mạc Thượng Pháp Từ năm 2500 đến năm 2600 Thế giới bắt đầu đi vào ô nhiễm 2. Mạc Trung Pháp Từ năm 2600 đến năm 2700 Thế giới đi vào ô nhiễm nặng hơn 3. Mạc Hạ Pháp từ năm 2700 đến năm 2800. 4. Mạc Mạc Pháp từ năm 2800 đến năm 2900. 5. Mạc Màn Pháp từ năm 2900 đến năm 3000 thì pháp môn Thiền tông không còn ai tu nữa. Có nghĩa là pháp môn Thiền tông học này không còn tồn tại quá 500 năm. Câu 11. Dạ thưa bác, Người tu theo pháp môn thiền tâm thì hiện tại mình cứ sống cuộc sống bình thường, lo tạo công đức và học thuộc đường về Phật giới. Trước ba ngày khi mình mất, vị thần sẽ báo trước cho mình biết. Vậy, trong ba ngày trước khi mất, hành trang mình cần chuẩn bị những gì để đường về Phật giới được chuẩn xác rõ ràng nhất ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 11 Cháu tu thiền tông đừng có lo xa như vậy Cứ lo làm ăn Có gia đình lo cho gia đình Có tổ quốc lo cho tổ quốc Có dịp thì tạo công đức trong sáng Không cần học đường về Phật giới Chỉ cần khi rảnh Nghe giải đáp thiền tông trên mạng là nhớ rồi Không cần học Đừng tưởng tượng gì hết Khi nào về, sách công đức về Người tu Thiền tông như vậy là đủ. Câu 12. Dạ thưa bác, để trở thành một người tu chân chính theo đúng lời của Đức Phật dạy thì mình phải tu như thế nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 12. Cháu tu chân chính là tu cái gì? Cháu dụng công tu hành có chứng có đắc ở thế giới này Nó có danh từ người tu chân chính. Người tu chân chính này không giải thoát được Mà chỉ đi hưởng phước mà thôi Còn cháu theo thiền tông Không tu gì cả Hãy nghe 10 câu kệ sau đây Thiền tông cứ vậy mà tùy duyên Đối đến thì ăn mệt ngủ liền Trong người có Phật tánh không tìm kiếm Ai chửi ai mắng không não phiền Lo tạo công đức chỉ biết riêng thân người tứ đại là gian khổ thân điện từ quan không khổ sầu thân phật phật giới không bể dâu thiền tông phật dạy có một câu buông dừng dứt hết đầu trầm luân câu 13 thưa bác pháp môn thiền tông là quá tuyệt quý và mang rất nhiều lợi ích không chỉ riêng cho đất nước việt nam mà còn cho các nước khác trên thế giới vậy làm sao để pháp môn thiền tông được trụ càng lâu càng tốt trên trái đất này bác nguyễn nhân trả lời câu 13 làm sao thiền tông trụ được để cháu thế giới vật chất phong ba thiền tông nói thật khó mà sống yên thiền tông không nói não phiền mà nói giải thoát cho riêng người cần Thiền tông là pháp xóa dần Linh thiên cầu lại hết chân đất này Thiền tông ra sức dựng xây Quê hương đất nước đẹp xây quê nhà Thiền tông chân thật nói ra Để người dân Việt không xa mê lòng Câu 14 Dạ thưa bác Những thế hệ trẻ sau này Khoảng 50, 60 năm sau Trí tuệ họ càng văn minh hơn bây giờ Vậy việc họ tu học thiền tông Có dễ dàng hơn không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 14 Thôi cháu đừng đoán tương lai Thiền tông chỉ biết ngày nay Ngày mai ngày mốt đoán rầy làm chi Thế giới vật chất sân si Mặt tình thế sự nhớ chi mà bàn Câu 15. Dạ thưa bác, tinh hoa của đạo Phật khoa học vật lý thiền tông là gì ạ? À? Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 15. Tinh hoa đạo Phật là nói ra những gì chân thật ở trái đất này mà Đức Phật gọi là đạo Phật khoa học vật lý thiền tông. Có nghĩa là đạo Phật khoa học vật lý thiền tông không phải là đạo linh thiêng. Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông không phải là đạo quyền bí. Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông không phải là đạo cầu sinh. Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông không phải là đạo quỳ lại. Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông không phải là đạo cúng cho ai ăn. Nói tóm lại, đạo Phật khoa học vật lý thiền tông là đạo trình bày ra sự thật 100% ở trái đất này dù là hữu hình hay vô hình bác Nguyễn Nhân Cảm ơn cháu hỏi nhờ các cháu hỏi bác mới mở kho kiến thức của bác ra nếu các cháu không hỏi thì kho kiến thức của bác đẩy hoài nó sẽ mục và tiêu mất bác nhân 10 câu hỏi của Lâm Ngọc Thuận sinh năm 1981 huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang Cháu kính chào bác Nguyễn Nhân. Cháu tên là Lâm Ngọc Thuận, sinh năm 1981, hiện cư ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Trước, cháu xin hỏi thăm sức khỏe bác và tất cả anh chị em trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu đã cho phát trên trang mạng thiền tông com những câu hỏi của độc giả hỏi bác về pháp môn Thiền Tông học này mà bác không từ chối câu hỏi nào, dù hữu hình hay vô hình. Sau, cháu xin có 10 câu hỏi, xin bác giải đáp giúp cháu được rõ thông. Xin cảm ơn bác và tất cả anh chị em trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Câu hỏi 1 của cháu Lâm Ngọc Thuận. Mẹ cháu sinh năm 1950, nấu ăn hàng ngày hay kèo ba mẹ của bà đã mất về ăn xin hỏi công đức của mẹ cháu có bị bôi đen không thưa bác khi gần mất thân công đức có sáng lại để thấy đường về Phật giới không thưa bác bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi một câu hỏi một này của cháu tuy ngắn mà có đến ba ý ý 1 mẹ cháu hàng ngày cúng cho ông bà cháu ăn ý hai công đức mẹ cháu có bị bôi đen không ý ba khi mẹ cháu mất công đức có sáng lại để thấy đường trở về phật giới hay không bác sẽ trả lời theo ba ý này ý một người tu theo đạo phật có học vật lý thiền tông việt nam thì không cúng ai hết vì sao vì ai cũng vậy chết là phải đi theo nhân quả còn không theo nhân quả thì phải vào thập đội thánh sống nếu mẹ cháu cúng là cúng cho thập đội thánh ăn tức mẹ cháu muốn làm bạn với thập đội thánh đó ý hai mẹ cháu cúng nếu có công đức thì bị bôi đen liền ý ba khi mẹ cháu mất công đức có sáng lại hay không là do mẹ cháu chứ không ai biết được tất cả những người trước khi mất thì phải có công đức sáng thì vị thần quản lý mới giao cho ban nghi lễ thần thánh tiên tiễn hay dặn dò đường trở về phật giới còn không có công đức thì vị thần quản lý bàn giao cho ban thần thực thi nhân quả Đi nơi nào mẹ cháu tạo nghiệp. Câu hỏi 2 của cháu Lâm Ngọc Thuận. Ba mẹ cháu sinh năm 1950. Có thờ ông độ mạng, bà độ mạng và đốt nhang mỗi ngày. Vậy công đức của ba mẹ cháu có bị bôi đen không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2. Ông bà độ mạng là ai? đây là đạo tưởng của đạo lão bên trung quốc ngày xưa đến thời văn minh này không còn phù hợp nữa tu theo đạo phật khoa học thì những gì tưởng tượng nên bỏ đi đừng làm chuyện mất công để người trí thức hoặc chê cười mình là người mê tín mê tín dù có công đức bao nhiêu cũng bị bôi đen hết có công đức mà bị bôi đen thì vị thần quản lý không giao cho ban nghi lễ thần thánh tiên mà giao cho ban thần thực thi nhân quả thì phải đi luân hồi không trở về phật giới được câu hỏi ba của lâm ngọc thuận ba mẹ cháu sinh năm 1950 có ham muốn trở về phật giới cháu có hỏi ba mẹ có ham muốn trở về phật giới không con cho ba mẹ chút tiền để tạo công đức cho ba mẹ và ba mẹ cháu đồng ý như vậy ba mẹ cháu có công đức không thưa bác cháu có cảm nhận rằng ba mẹ cháu có công đức vì ban đầu ba mẹ cháu đọc bài dặn dò đường về phật giới hoặc nghe máy thiền tông hiệu ích dần dần Ba mẹ cháu đã hiểu được nhiều hơn. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3. Ba. ba mẹ cháu nghe Thiền tông mà thích thì tạo công đức rất dễ. Vì vậy, nếu ba mẹ cháu chịu khó giúp người xung quanh hiểu pháp môn Thiền tông học này là có công đức liền. Câu hỏi 4 của cháu Lâm Ngọc Thuận Dạ, cháu hiểu. Mình nghe thật nhiều lời giải đáp thiền tông để mình càng hiểu rõ quy luật vật lý âm dương của thế giới vật lý này để mình không bị lầm cũng như không bị thoái lui, có phải không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4. Cháu nghe giải đáp thiền tông cho thật nhiều. Thì cháu rất rõ quy luật vật lý âm dương cháu không cần làm bất cứ thứ gì cháu không bỏ tu theo thiền tông đây là lối tu thiền tông rất đúng vậy cháu cố gắng nghe những bài giải đáp thiền tông trên mạng để hiểu rõ thiền tông không bị tin sai cháu nên khuyến khích ba mẹ nghe nhiều câu giải đáp thiền tông để dần dần trở thành những người tu theo đạo phật khoa học vật lý thiền tông không còn làm những chuyện mê tín nữa. Dù có mê tín đến cỡ nào mà chịu nghe giải đáp Thiền tông thì chắc chắn 100% không mê tín. Dù ai có cho tiền bảo mê tín thì ba mẹ cháu cũng không làm chuyện mê tín. Câu hỏi năm của cháu Lâm Ngọc Thuận. Cháu hiểu mình làm việc gì mà nổi sân, buồn, giận là mình biết điện từ âm đang kéo mình hoặc thích đi làm từ thiện bố thí thì biết đó là điện từ dương đang kéo mình khi mình tu thiền tông là mình sử dụng tánh biết của mình tùy theo trường hợp mà làm không theo thiện hay ác có phải vậy không thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi năm Câu hỏi này cháu hỏi không được rõ Nhưng bác hiểu nguyên do mà cháu muốn làm từ thiện Hay làm chuyện gì khác Thì cháu phải hiểu căn bản như sau Cháu muốn làm từ thiện hay làm gì Đều do cái tưởng của cháu Nên cháu mới làm Cháu muốn làm từ thiện Là do tánh thánh của cháu Giúp cháu làm khi cháu làm xong thì nghiệp phước thiện này được lưu vào tàn thức bên điện từ dương nằm bên tay phải của cháu cháu muốn làm việc không thiện là do thập đội thánh suối cháu làm khi cháu làm xong việc không thiện thì nghiệp không thiện này được lưu vào tàn thức bên điện từ âm nằm bên tay trái của cháu cháu muốn tạo công đức là do tánh thánh và tánh tiên giúp cháu làm khi cháu tạo được công đức rồi thì số công đức này được lưu vào như lai tàng là nơi chứa tánh phật của cháu kho này nó nằm ở trung tâm bộ não của cháu cấu tạo bằng điện từ quan cháu tu thiền tông phải hiểu ba căn bản này thì tu thiền tông mới không bị sai Câu hỏi 6 của Lâm Ngọc Thuận Trong bài dặn dò đường trở về Phật giới Các chư Phật ngự ở tầng Bình Lưu cách trái đất 40 đến 45 km Cho cháu hỏi Chỗ tầng Bình Lưu này là bên ngoài trái đất hay còn nằm trong trái đất? Đường kính của trái đất bao nhiêu thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 Tầng bình lưu nằm bên ngoài trái đất Trái đất có 6 bầu khí quyển Tầng bình lưu nó nằm bầu thứ ba của trái đất Là nơi chứa không khí tỉnh Là nơi để Một Kim thân Phật từ Phật giới Phân thân vào ngự Để vào trái đất Hai Các vị Bồ Tát Từ các cõi trời hai nước cực lạc Xuống dừng chân để vào trái đất 3. Các vị Chúa Trời từ các cõi trời xuống dường chân để vào trái đất. Đường vòng tròn của trái đất là 40.075 km, còn đường kính của trái đất là 12.742 km. Câu hỏi 7 của cháu Lâm Ngọc Thuận và dạ, cho cháu hỏi là tầng bình lưu cách ống trung tâm vận hành luân hồi bao xa, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7. Câu hỏi của cháu chưa nắm vững về trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới là ống trục quay của tam giới. Ống này không có quay nên gọi là trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Trái đất nó quay theo bầu hoàng đạo một của tam giới đúng 365 ngày trái đất mới quay vào trung tâm vận hành luân hồi của tam giới 24 giờ trái đất mới ra khỏi trung tâm vận hành luân hồi của tam giới Cháu hỏi trái đất cách xa trung tâm vận hành luân hồi của tam giới là bao nhiêu km là cháu hỏi sai nên lấy tấm bản đồ tam giới ra xem lại Câu hỏi 8 của cháu Lâm Ngọc Thuận. Câu tâm bình thường là đúng. Theo con hiểu là khi mình hiểu rõ quy luật vật lý âm dương, nhân quả luân hồi nơi trái đất này thì khi ai hù dọa mình hay suối mình làm bậy về hữu hình hay vô hình thì mình vẫn giữ được tâm bình thường do mình đã biết rõ quy luật rồi nên mình không theo có phải vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy câu Tâm bình thường là đạo Ý Đức Phật cũng dạy Người tu bất cứ thì gì Cũng đừng suy nghĩ là mình tu đúng Nếu người tu mà suy nghĩ Thì thập lợi thánh dẫn mình đi thì phải đi theo thập đội thánh nên tu phải sai vì thế giới này là thế giới cuốn hút theo dòng điện từ âm dương hãy suy nghĩ hai hành động là bị nhân quả của trái đất kéo đi thì phải đi theo nhân quả luân hồi của trái đất loài suối mình đi theo nhân quả luân hồi là ai là thập đội thánh đó vì vậy Đức Phật có dạy cốt tủy thiền tông như sau một tu là bị nhân quả hai tâm bình thường là không bị nhân quả ba muốn trở về phật giới thì tạo công đức mang về phật giới bốn muốn hưởng nghiệp phước thiên giới thì tạo nghiệp phước đức dương mang lên thiên giới hưởng phước năm muốn hưởng nghiệp phước ở địa giới thì tạo nghiệp phước đức âm ở địa giới hưởng phước đức âm đức phật dạy ở trái đất này tự nó tạo ra nhân quả vì vậy loài người sống ở trái đất này suy nghĩ và hành động việc gì thì sẽ có kết quả việc đó cháu và gia đình tu theo pháp môn thiền tông lấy căn bản lời dạy của Đức Phật mà tu. Đừng nghe ai hết. Dù người đó họ xưng Ngọc Hoàng hay Thượng Đế, thì cháu và ba mẹ cháu tâm cứ bình thường là tu đúng với lời của Đức Phật dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là cháu và cha mẹ cháu tu rất đúng với Kinh của Đức Phật dạy. Câu hỏi chính của Lâm Ngọc Thuận Khi còn trẻ, khi mình gặp trở ngại do nghiệp cản thì mình tạo công đức để cho mình sáng để bớt vô minh, còn khi cận tử nghiệp mình tạo công đức trong sáng để biết đường về. Nếu quy đổi ra bằng tiền thì thấp nhất là bao nhiêu mới đủ lực để về Phật giới? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính. Công đức đức Phật tính như sau. Một người giúp người khác hiểu thiền tông Tính là đơn vị điểm Một Người hiểu thiền tông Có 10 chỉ số Từ 1 đến 10 Cháu giúp người khác hiểu khái niệm thiền tông Là được một điểm Cháu giúp người khác hiểu toàn diện thiền tông Là được 10 điểm Hai Cháu giúp người khác trở về Phật giới Họ có công đức ít là cháu được 100 điểm. 3. Cháu giúp người khác trở về Phật giới Họ có công đức vừa là cháu được 500 điểm 4. Cháu giúp người khác trở về Phật giới Họ có công đức vô lượng là cháu có 1.000 điểm Câu hỏi 10 của Lâm Ngọc Thuận Người tu Thiền Tông đang hướng dẫn cho nhiều Phật gia có đăng trên mạng xã hội một đoạn ngày 12 tháng 9 năm 2021 như sau: Hiểu như thế nào là Phật ở ngoài rìa trái đất? Phật đưa mình vào cũng là Phật đưa mình ra. Vậy vị Phật này có phải là Phật chính mình không? Vậy người này có hiểu đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 Người nào đăng trên mạng như vậy là không hiểu chút gì về thiền tông. Bác giải thích rõ cho cháu hiểu. Phật gọi đúng là Kim Thân Phật. Kim Thân Phật thì ở Phật giới, tức ở ngoài trái đất và tam giới. Kim Thân Phật đưa tính Phật từ Phật giới vào trái đất, xin vị thần chủ trái đất, xin vào gia đình làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người để tạo công đức mang trở về phật giới khi tánh phật mượn thân và tánh người tạo được công đức thì tánh phật mang khối công đức trở về phật giới đây là tánh phật không bị nhân quả ở trái đất và tam giới này bác nhân cảm ơn cháu lâm ngọc thuận ở huyện châu thành tỉnh hậu giang đã đặt 10 câu hỏi với bác bác nhân 30 câu hỏi của đoàn Thị Liên ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác Nguyễn Nhân. Cháu tên là đoàn Thị Liên, hiện đang cư ngụ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, cháu xin phép được hỏi bác một số câu hỏi về Thiền Tông và Kinh Đại Bác Niết Bàn. Xin bác trả lời cho cháu Câu hỏi 1 của đoàn Thị Liên Thưa bác, bài 24 của Đức Phật dạy Tổ chức lãnh đạo của mỗi quốc gia theo thời kỳ đồ đồng là tổ chức như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của đoàn Thị Liên Tổ chức lãnh đạo của mỗi quốc gia theo thời kỳ gồm một Thời kỳ bộ lạc Do trưởng bộ lạc, lãnh đạo bộ lạc 2. Thời kỳ vua Do vua lãnh đạo quốc gia 3. Thời kỳ tư bản Do tư bản lãnh đạo quốc gia 4. Thời kỳ xã hội chủ nghĩa Do sĩ, nông, công, thương, binh Lập ra bộ chính trị lãnh đạo quốc gia Câu hỏi 2 của đoàn thị liên Thưa bác Tổ chức thời Văn Minh Nguyên Tử Điện Tử là tổ chức như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Đoàn Thị Liên. Tổ chức thời Văn Minh Nguyên Tử Điện Tử là tổ chức phần nào cũng Văn Minh, Nguyên Tử và Điện Tử hết. Câu hỏi 3 của Đoàn Thị Liên. Thưa bác, tổ chức quân sự của người Văn Minh, Nguyên Tử, Điện Tử là tổ chức như thế nào thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Đoàn Thị Liên. Tổ chức quân sự của người văn minh, nguyên tử, điện tử là tổ chức gì cũng bằng nguyên tử và điện tử hết. Câu hỏi 4 của Đoàn Thị Liên. Thưa bác, giáo lý viết tiếp về tổ chức quân sự của mọi quốc gia phải tổ chức theo người văn minh Nguyên tử, điện tử Dẹp đi tổ chức quân sự người đầu đồ đồng Xin bác giải thích Tổ chức quân sự theo người đầu đồ đồng Là tổ chức như thế nào ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của đoàn Thị Liên Phần này là của các quốc gia Mình tu thiền tông chỉ biết thiền tông thôi Chuyện quốc gia để các vị lãnh đạo quốc gia lo Câu hỏi 5 của đoàn Thị Liên thưa bác giáo lý viết tiếp về tổ chức đạo giáo của mỗi quốc gia phải tổ chức theo người văn minh nguyên tử điện tử dẹp đi tổ chức đạo giáo của người đầu đồng con xin được hỏi tổ chức đạo giáo của mỗi quốc gia theo thời đầu đồng là tổ chức như thế nào ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi năm của đoàn thị liên Phần này thì cháu hỏi các vị phụ trách tôn giáo. Câu hỏi 6 của Đoàn Thị Liên. Tổ chức đạo giáo của mỗi quốc gia theo thời người văn minh nguyên tử điện tử là sao? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Đoàn Thị Liên. Phần này cháu cũng hỏi các vị lãnh đạo tôn giáo. Câu hỏi 7 của Đoàn Thị Liên. Giáo lý viết tiếp tổ chức dân sinh của mỗi quốc gia phải tổ chức theo người văn minh nguyên tử điện tử đừng tổ chức sống theo người đầu đồ đồng con xin hỏi tổ chức dân sinh của mỗi quốc gia như thế nào là theo người đầu đồ đồng bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 7 của đoàn thị liên phần này cháu hỏi chính quyền chứ bác biết gì mà hỏi bác câu hỏi 8 của đoàn thị liên tổ chức dân sinh của mọi quốc gia như thế nào là văn minh theo người nguyên tử, điện tử ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của đoàn Thị Liên. Phần này cháu cũng hỏi chính quyền, chứ bác biết gì mà hỏi bác. Câu hỏi 9 của đoàn Thị Liên. Thưa bác, trong 4 phần, một Tổ chức về lãnh đạo, hai Tổ chức về quân sự, Ba, tổ chức về đạo giáo. 4 tổ chức về dân sinh. Bốn tổ chức về dân sinh này mà theo thời nguyên tử, điện tử thì sẽ có lợi như thế nào cho trái đất và loài người? Xin bác giải thích giúp ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của đoàn Thị Liên. Phần này cháu cũng hỏi chính quyền, chứ bác biết gì mà hỏi bác. Câu hỏi 10 của đoàn Thị Liên Thưa bác, cứ 10.000 năm trái đất bị bệnh một lần Loài người từ thời văn minh nguyên tử điện tử Trở về thời kỳ đồ đá Cho con hỏi Ai làm cho trái đất quỷ diệt? Các đạo giáo có tác động đến sự quỷ diệt trái đất và loài người không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của đoàn Thị Liên Trái đất bị quỷ diệt Cháu phải hỏi ông trời, chứ làm sao bác biết được? Câu hỏi 11 của đoàn Thị Liên Nền văn minh loài người là do thánh lập ra, vậy cho con xin hỏi, đó là loài thánh nào làm được việc này ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của đoàn Thị Liên Phần này cháu phải hỏi loài thánh, chứ sao hỏi bác? Câu hỏi 12 của Đoàn Thị Liên: Thưa bác, con người mà vị thánh nhờ để lập nền văn minh cho loài người có tiêu chuẩn gì ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 của Đoàn Thị Liên: Văn minh là do trí con người tìm tòi mới biết, chớ thánh nào giúp mà có tiêu chuẩn. Câu hỏi 13 của Đoàn Thị Liên: Thưa bác, Nền văn minh không gian là sao ạ? À? Phương cách lấy nền văn minh không gian xuống cho loài người là như thế nào? Bác có thể cho chúng con biết được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của đoàn Thị Liên Nền văn minh không gian là do con người phát ra ở không gian Muốn sử dụng, lấy xuống sử dụng Câu hỏi 14 của đoàn Thị Liên Trái đất cứ 10.000 năm bị bệnh một lần và 10 tỷ năm thì bị tan rã thành bụi không gian theo chu kỳ thành trụ hoại diệt. Vậy ai điều khiển quy luật này ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 của Đoàn Thị Liên. Phần này bác không biết, cháu hỏi những người có học thức cao, họ sẽ trả lời cho. Câu hỏi 15 của Đoàn Thị Liên Tại sao con người lại là công cụ cho Thần Thánh ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 của Đoàn Thị Liên Con người nghe ai nói gì cũng làm, trong đó có Thần Thánh Câu hỏi 16 của Đoàn Thị Liên Thưa bác, như bác đã từng nói Nền văn minh không gian loài người không thể nào lấy xuống được 100%. Vì khi loài người mới chỉ lấy được 60% thì trái đất đã bị hủy diệt rồi. Vậy con xin hỏi, 60% nền văn minh không gian mà loài người lấy xuống, sau cùng là gì mà làm hủy diệt được trái đất ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16 của Đoàn Thị Liên Phần này trong giáo lý Đức Phật có nói Bác đọc giáo lý, bác nói lại vậy thôi Câu hỏi 17 của Đoàn Thị Liên Thưa bác, thành phần nào đưa được nền văn minh không gian này xuống Để quỷ diệt được trái đất ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17 của Đoàn Thị Liên Quỷ diệt trái đất là do loài người, chứ nền văn minh nó có làm gì mà quỷ diệt trái đất? Câu hỏi 18 của đoàn Thị Liên Thưa bác, bác có thể cho chúng con biết 40% mà loài người không lấy được ở nền văn minh không gian là những chủ đề gì không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18 của đoàn Thị Liên để khi nào bắt gặp được ông Phật Thích Ca Bác hỏi sẽ trả lời cho cháu Câu hỏi 19 của đoàn Thị Liên Thưa bác, có lần bác trả lời Thiền Tông còn thì Phật giáo dẹp Phật giáo phát triển thì Thiền Tông biến mất Cho con xin hỏi Tại sao lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chân thật khoa học và lợi ích cho loài người như vậy? Mà sao không được bảo tồn và phát triển? Ai sẽ chịu trách nhiệm việc này à? Xin bác giải thích giúp ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 19 của Đoàn Thị Liên. Phần này, cũng để khi nào bác gặp được ông Phật Tích Ca, bác hỏi, sẽ trả lời cho cháu. Câu hỏi 20 của Đoàn Thị Liên. Có lần bác cho biết, những người có nhiệm vụ giữ gìn hay phổ biến pháp môn Thiền tông đều có chư Phật phân thân bằng hào quang đến để giúp như ông Duy Ma Cật, bà Long nữ. Đều do vị Phật giúp mới làm việc được. Vậy bác có thể cho chúng con biết một vài cách giúp của chư Phật để các ngài có nhiệm vụ làm việc được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20 của Đoàn Thị Liên. Phần này cũng để khi nào bắt gặp được Đức Phật Thích Ca bắt hỏi rồi trả lời cho cháu. Câu hỏi 21 của Đoàn Thị Liên Thưa bác, bác đã cho biết tu theo thần thì mới giải thoát được, mới lên trời được, mới xuống địa ngục được. Tu theo thánh thì không giải thoát được mà ở lại trái đất. Xin bác cho con được hiểu tại sao người theo học Phật tu theo phật mà lại phải tu theo thần mới giải thoát được à? Tại sao tu theo thánh thì ở lại trái đất à? Xin bác giải rõ cho chúng con hiểu chỗ này à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 21 của đoàn Thị Liên. Vị thần quản lý mình, mình phải hành đúng lời dạy của Đức Phật thì thần thả cho mình trở về phật giới. Còn mình tu theo thánh thì theo thánh ở lại trái đất, làm con của thánh thì làm sao trở về Phật giới được? Câu hỏi 22 của Đoàn Thị Liên: Tại sao tu theo thần là có thể lên trời hay xuống địa ngục được ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 22 của Đoàn Thị Liên: Tu theo đạo thần thì làm thần, không lên trời cũng không xuống địa ngục. Câu hỏi 23 của Đoàn Thị Liên Tại sao học Phật mà phải tu theo Thánh Thần à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 23 của Đoàn Thị Liên Câu hỏi này cháu hỏi sai. Muốn thành Phật thì phải nghe lời. Một, Thần dạy. Hai, Thánh dạy ba tiên dạy thì mới thành Phật được. Câu hỏi 24 của đoàn Thị Liên Thưa bác, tại sao lúc trước bác dạy Trái đất này có sáu loài sống chung Thần, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục và thực vật Do thần thánh quản lý Nay bác lại dạy Trái đất có năm loài sống chung Người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ, sự xác định lại các loài sinh sống trên trái đất là ý nghĩa gì? Xin bác giải thích giúp ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 24 của Đoàn Thị Liên. Học Thiền tông phải sử dụng trí tuệ sáng suốt để hiểu. Câu hỏi 25 của Đoàn Thị Liên. Thưa bác, các vị thần tổ chức như thế nào mà quản lý được các loài ở trong trái đất này ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 25 của Đoàn Thị Liên. Phần này cháu phải đợi giáo lý xuất bản, cháu sẽ biết rõ. Câu hỏi 26 của Đoàn Thị Liên. Thưa bác, vị thánh tổ chức ra sao mà quản lý được các loài trong trái đất này ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 26 của Đoàn Thị Liên. Phần này cháu cũng phải đợi giáo lý xuất bản cháu sẽ biết rõ. Câu hỏi 27 của Đoàn Thị Liên: Thưa bác, loài thần và loài thánh quan hệ như thế nào trong việc quản lý các loài trên trái đất này ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 27 của Đoàn Thị Liên. Phần này cháu cũng phải đợi giáo lý xuất bản, cháu sẽ biết rõ. Câu hỏi 28 của Đoàn Thị Liên: vì sao con người lại không quản lý được trái đất này ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 28 của đoàn Thị Liên Phần này cháu phải hỏi các nhà khoa học Chứ sao lại hỏi bác? Câu hỏi 29 của đoàn Thị Liên Mỗi Phật gia khi trở về Phật giới Thì được một vị Phật dẫn về Trong thời gian học và hành Phật gia có được ai giúp đỡ, hỗ trợ không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 29 của Đoàn Thị Liên. Mình học là tự mình, chứ có ai giúp đỡ mình. Câu hỏi 30 của Đoàn Thị Liên. Thưa bác, tất cả nhân quả của con người đều do động lực cái tưởng mà ra, vậy có cách nào để hạn chế cái tưởng lại, xin bác chỉ dạy ạ. À. Câu hỏi của con đã hết. Con xin chân thành cảm ơn bác Nguyễn Nhân rất nhiều ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 30 của Đoàn Thị Liên. Tưởng là do mình, chứ làm gì có cách nào. Không tưởng thì mình không phát ra tưởng, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn cháu đã hỏi. Bác Nhân. Phần giải đáp 11 câu hỏi của cháu Nguyễn Thị Kiều Mai Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh. Cháu tên Nguyễn Thị Kiều Mai Thảo, hiện cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, cháu có một số câu hỏi, mong bác giải đáp giúp cháu ạ. À. Cháu cảm ơn bác nhân rất nhiều. Câu hỏi 1 của Mai Thảo. Cháu chưa hiểu là theo chu kỳ cứ 10.000 năm thì Thiền tông công bố ra tại đất rồng của nước rồng cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trái đất bị hủy diệt và khi có trái đất mới ra đời cũng lặp lại chu kỳ này tại sao lại có sự sắp đặt này thưa bác bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi một của Mai Thảo đây là sự sắp xếp của ban bệ trời tứ thiên vương theo chu kỳ 10.000 năm của trái đất thì trái đất phải bị hủy diệt sự sống một lần Trái đất bị hủy diệt như vậy đúng một triệu lần Thì trái đất bị tan rã vì hết khí hydro Tuổi thọ trái đất là 10 tỷ năm Đúng theo chu kỳ thành trụ bại diệt của trái đất Câu hỏi 2 của Mai Thảo Nhân quả của người tu theo pháp môn thiền tông Nặng nhất là vào hầm lửa lớn Khi hết nghiệp trở ra làm loài vi trùng chuyên ăn thịt thối vĩnh viễn không trở lại làm người. Theo con thấy thì loài vi trùng còn nhiều gấp mấy lần dân số loài người ở trái đất. Thưa bác, đây là nghiệp họ tự tạo hay có nguyên do nào khác không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi hai của Mai Thảo. Loài vi trùng không thể tính con số được. Con số cát của mấy tỷ, tỷ, tỷ sông hàng cũng không bằng số con vi trùng. Vì vậy, Đức Phật sử dụng bất tư nghì, tức con số không đếm được. Khi Thiền Tông ra đời để rước một người trở về Phật giới, thì có mấy trăm người vào hầm lửa lớn. Vì chê, chửi, cướp phá, triệt tiêu pháp môn Thiền Tông học này. Câu hỏi 3 của Mai Thảo 16 thứ của tánh người Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến Là được sắp xếp theo mức độ từ mạnh đến nhẹ của con người Chứ không phải là ngẫu nhiên phải không bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Mai Thảo 16 thứ của tính người đây là tổ chức của tánh người mà ban bệ trời tứ thiên vương sắp xếp, chứ không phải là ngẫu nhiên. Câu hỏi 4 của Mai Thảo Con học thuộc đường về Phật giới khi con phát ra ý là tự nhiên chảy ra. Trước khi ngủ, con đọc một lúc tự nhiên ngủ quên. Trong lúc ngủ, con tự nhiên thức rồi đọc tiếp rồi lại ngủ quên. Thưa bác, như vậy có phải pháp trần của con tự phát ra không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Mai Thảo. Đúng rồi, như vậy là pháp trần phát ra đó. Câu hỏi 5 của Mai Thảo. Con đọc cuốn 10, trong đó có bài kinh sám hối, con rất thích đọc và nghe bài kinh sám hối này rất nhiều lần, như kiểu cuốn hút vô vậy. Có phải là nhiều kiếp trước con khinh chê pháp môn thiền tông này không bác bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi năm của mai thảo không phải nhiều kiếp trước con khinh chê pháp môn thiền tông mà hiện tại cháu đã có công đức nên mới có sự cuốn hút như vậy câu hỏi 6 của mai thảo người bệnh sắp chết người nhà biết là người này sắp chết nên đã sử dụng thuốc hồi dương để kéo dài sự sống đợi con cháu về, nhìn mặt lần cuối. Thưa bác, như vậy, người nhà có làm sai quy luật nhân quả không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Mai Thảo. Phần này phải chia làm hai phần. Một, khi người sắp ra đi, có lòng kiên cố trở về Phật giới chuyện chờ con cháu không ảnh hưởng gì hai nếu chờ con cháu mà thương con cháu thì có đến 50 phần trăm họ sẽ ở lại họ tộc câu hỏi 7 của Mai Thảo người đến chùa Thiền Tông đã khinh chê pháp môn Thiền Tông và bị thần Kim Cang đánh ở bụng đỏ đi khám bác sĩ thì không ra bệnh khi đọc cuốn số 10 có bài kinh sám hối Người này đọc và đã khỏi. Sau đó, người này nhiệt tình chia sẻ pháp môn Thiền tông cho nhiều người biết. Sau một thời gian bị tai nạn giao thông và chết. Thưa bác, khi bị thần kim cang đánh, đọc kinh sám hối và chết, vậy người này chết vào thập loại thánh hay đi đâu bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Mai Thảo. Phần này không phải thần Kim Cang đánh Mà là do cô hồn có đẳng cấp cao Khiến tai nạn giao thông chết Lý do vì tuyên truyền kinh sống hối này Nếu có nói chuyện này phải lựa người mà nói Nhất là tuyên truyền với những người thầy hành nghề bùa, phép Thì bị người này sai cô hồn giết mình đó Nếu mình đã có công đức viết chí về Phật giới Thì vị thần giám sát cho ban nghi lễ thần dặn dò đường trở về Phật giới Tuyệt đối đừng sợ ai thì trở về Phật giới mới được Tất cả những người khinh chê Pháp môn Thiền Tông mà được vị thần tha thứ Thì vị thần này sẽ theo giúp đỡ mình luôn nếu bị chết vì cô hồn khiến mình thì số cô hồn này rất đông nên vị thần kiểm soát không giúp mình được Nên mới bị cô hồn khiến cho mình chết Khi mình chết Mà trung ấm thân của mình không sợ cô hồn Thì sẽ có rất nhiều vị Thần, thánh, tiên giúp mình Trở về Phật giới Nếu mình có công đức Còn nếu mình không có công đức Thì được cho tái sanh làm người tạo công đức Câu hỏi 8 của Mai Thảo một người khi ngồi hay nằm thì từ chân lên đầu gối tự động rung lắc đôi lúc do ý mình phát ra có lúc thì tự nhiên rung lắc mạnh đến khi mình nhận thức được thì cho dừng lại con nghe nói con người khi chết thoát ra từ lòng bàn chân là xuống địa ngục thoát ra đầu gối là làm súc sinh thưa bác như vậy hai chuyện này có liên quan gì với nhau không ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của Mai Thảo. Người chết mà xuống địa ngục thì lạnh từ trên đầu lạnh xuống hai lòng bàn chân. Còn người tu thiền tông thường hay bị loại có hồn phá hay người cõi âm là người nhà của mình phá. Mình tỉnh bơ thì không còn bị phá nữa. Nếu mình sợ thì bị phá hoài. Câu hỏi chính của Mai Thảo: Trường hợp công đức và phước đức bằng nhau, khi mình bị thử 3 lần là thoát ra ngoài 5 km, tức thoát ra tầm kiểm soát của các vị thập thánh, mình điều khiển trung ấm thân bay lên thêm 5 km nữa là thấy hoa tiêu vị Phật. Trong lúc bay như vậy, trung ấm thân có bị giật mình dừng lại đột ngột không thưa bác? nếu dừng lại đột ngột như vậy thì có bị các vị thánh lừa nữa không thưa bác và trung ấm thân phải xử lý như thế nào bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi chính của mai thảo trung ấm thân bay ra ngoài 5 km thì sẽ còn thấy các vị thần thôi các vị này vẫy tay chào mình không có ai làm gì mà mình giật mình Câu hỏi 10 của Mai Thảo Khi trung ấm thân vào trung tâm vận hành luân hồi của tam giới rồi Thì tới đây mình đã yên tâm về Phật giới chưa bác? Có bị lừa nữa không bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Mai Thảo Trung ấm thân đã vào trung tâm vận hành luân hồi của tam giới Là đi với vị Phật phân thân Có cô hồn nào vào đây mà lừa mình hồn không qua được 6 km thì làm gì phá mình được? Câu hỏi 11 của Mai Thảo Trong đường về Phật giới, trường hợp 3 công đức ít, phước đức và ác đức nhiều Khi ba thế lực thần, thánh, dòng họ dằn co, mình sử dụng nhất tự thiền, buông Thì tỷ lệ thành công về Phật giới được nhiều không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của Mai Thảo. Phần này tùy theo lòng quyết chí của mình. Đến đây ngã rẽ ba đường. Một, muốn về Phật giới thì cương quyết lòng. Hai, muốn về họ tộc thì lòng xìu hơi. Ba, muốn lên cõi trời để chơi thì theo lời thánh chơi thêm một vòng. Cảm ơn cháu đã đặt câu hỏi. Bác nhân Nếu độc giả nào có thắc mắc về pháp môn Thiền tông học này thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau. Số điện thoại 1 0792 400 843 Nhận câu hỏi Thiền Tông 1 Số điện thoại 2 0878 912 953 Nhận câu hỏi Thiền Tông 2 Hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông 2013 a gmail com về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. một Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn thiền tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3. Kèm theo tấm ảnh màu 4 x 6 cm. 4. Những câu hỏi hay được ban quản trị chùa thiền tông tân diệu cho phát lên mạng thiền tông com để nhiều người biết ban quản trị chùa thiền tông tân diệu